Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sắp xếp cái mã ví. Ở đây là chúng ta sắp xếp mã ví theo đúng trình tự từ 1 đến 12 để chúng ta nhận về 2,5 triệu điểm Voi mỗi một ngày. Và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2024 các bạn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ sắp xếp cái mã ví. Các bạn nhấn vào phần nhập mã ví này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự này. Mình sẽ sắp xếp cái mã ví đầu tiên. Tiếp đến là cái mã thứ hai. Tiếp đến là cái mã thứ ba nhé. Trên mã thứ tư là ghim. Mã số 5. Mã số 5 để nguyên này. Mã số 7. Xin lỗi các bạn, mã số 6. Mã số 7 này. Tiếp đến là mã số 8. Mã 8 cũng để nguyên nhé. Mã 9 này. Tiếp đến là cái mã số 10 này. Và mã số 11. Đây, hai cái mã này đảo cho nhau. Và cuối cùng là mát này. Ok, như vậy là cái mã ví mình đã sắp xếp theo đúng trình tự từ 1 đến 12 nhé. Nhấn xác nhận để nhận phần thưởng này. Rồi như vậy là mã ví đã chính xác và chúng ta đã nhận về 2,5 triệu điểm Voi. Rocky đã biết rồi. Ok, thì ở trong cái phần này là nó đang có cái phần game mới. Thì mình đã có cái video cập nhật với các bạn rồi. Thì các bạn có thể xem cái phần hướng dẫn đó để chúng ta tham gia vào cái trò chơi này. Các bạn có thể tham gia trò chơi với cái mã mời của người khác, hoặc các bạn có thể lấy cái mã mời của các bạn đi mời bạn bè tham gia vào cái phòng chơi của các bạn. Thì mời các bạn bè tham gia vào phòng chơi của bạn thì các bạn kích vào cái phần lượt chơi cho tôi này, thì các bạn copy cái mã này, chúng ta chia sẻ mời bạn bè tham gia. Đó. Thì cách tham gia là như vậy, thì mình sẽ có cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách tham gia rồi. Video này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.